BGM-GTR được Đăng Phương Auto thực hiện lắp đặt cho con Nissan Lavara bản 2019 đây ạ. B2 chế độ pha cốt, tăng sáng 150%, bảo hành 12 tháng. Bắt zin các bác nhé. Ok. Giá pha giúp anh. Để pha. Giải pháp tăng sáng rất tốt thời điểm hiện tại đấy các bác ạ. Đây là bên trên là đèn bóng halogen của xe, bên dưới là bóng BGM GTR. Các bác quan tâm tới tất cả các sản phẩm đồ chơi cho xe hoặc muốn tăng sáng cho xe thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn ạ.